đầu mưa xa. Em đi về đâu hỡi anh, khi cuộc đời này thiếu vắng anh. Cô đơn từng đêm khóc thưa, cho cuộc tình đầy ngang trái, cho cuộc tình mà chỉ có nước mắt thôi. Em như là con bướm bình, vui bên đời nào ai thấu. Em như loài hoa sắc hương, mang cho người niềm vui dối gian. Tình yêu còn đâu hỡi anh, khi cuộc đời đầy giông tố. Qua bao ngày tháng phong ba, còn lại gì đây anh ơi. Thôi thưa xin anh đừng nói là yêu em. Thôi thưa xin anh hãy đến mặt em, vì ngày mai rồi anh cũng quên mau. Vì ngày mai anh lại nói lời chia tay. Thân em dường như lá thu bay xa xa trong đêm vắng. Mai đây rồi sẽ ra sao khi hoa tàn sắc úa hương phai. Em đi về đâu hỡi anh, khi tim này dường như chết. Em đi về đâu hỡi anh, về đâu hỡi anh, về đâu hỡi anh. Chúng ta vừa đến với một bài hát của nhạc sĩ Trương Lê Sơn, đó là Tầm Gửi. Hay đó, nhưng không biết phải là nghệ sĩ hay không, chúng tôi đang chờ lời nói của bạn. Vâng ạ, em xin được gửi lời chào đến các anh chị nghệ sĩ của hai đội chơi và toàn thể quý vị khán giả đang có mặt ở trường quay ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, em xin được tự giới thiệu, em tên là Thu Thùy và em là ca sĩ. Chị phải hỏi em là em có hối hận khi đã được chọn bên đó? Đã chọn rồi mà tới cuối cùng hai lần bên đó đều bỏ em ra. Đúng giờ em, em có lời gì muốn nói với bên đó, em cứ nói thật đi. Thật ra là không còn sự lựa chọn nên là chị, nên là đội của chị Việt Hương mới là loại em ra. Tại đúng vì rồi. Nhưng mà cả ba người đều đoán ở đội chị Việt Hương là có hai ca sĩ đúng không đó. Đúng rồi. Nên là em cũng không buồn lắm. Nhưng mà chưa đó, chắc em ơi, chưa chắc. Em á, em mê, em tại mê vì em biết Hương. Sao à. Chị quá chị có dư. Chị có dư mà chị biết là em là ca sĩ, nhưng mà tại vì tôn trọng hai người này, đúng không Tài? Thật ra hát trước hát sau cũng phải hát. Đúng rồi. Thôi thôi là một cái khách phụ nữ cũng phải ưu tiên cho bộ hát này. Mình bị chống chế vậy Tài ơi. Em thấy rằng á, anh như thế là không được rồi. Người ta chọn anh rồi cuối cùng anh loại người ta. Cô này có nói thích chị Hương đâu, nói thích tôi đâu. Ai ăn suối hai đứa diễn mà dễ thương lắm. Diễn dễ thương, em tán ông kia một cái, ông cán dáng luôn em. Cái đó là lúc đầu là không có, nhưng mà tự nhiên lúc đó thấy cái bạn thấy ghét quá nên em tán luôn. Lúc đó thấy cái bạn thấy ghét, ghét quá nên em tán luôn. Đó rồi vậy là em nghi cái chiêu mà giật tóc nãy là không phải rồi. Chắc thêm nó cũng mới đẻ ra đó. Nãy bị tát ở quê mới giật tóc quê, lại. Đúng rồi. Rồi cảm ơn em rất nhiều. Rồi chúc em hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp nha, Huyền nha. Rồi xin chào em. Đẹp quá. Áo đẹp quá. Cảm ơn cái bộ áo dài của em đã làm sạch sân khấu của anh. Tào lao thiệt chứ. Thôi bây giờ chúng ta nghỉ giải lao vài phút cho hai đội chơi ăn cơm quý vị nha.